Bác nào cần dao? Cứ alo cho tao. 0947 640 046. Đúng rồi, mua con cong đuôi đi. Mua con cong đuôi đi. Cửa gì áo thì mua đi. Đấy. Mua con đấy con ngon. Đúng rồi. Chết rồi đó mày. Không phải đâu. Nó chạy ra ngoài đất cái nó chết rồi, mới cả đi đường nó nắng. Rốt nắng cái gì, chả cho nước và nó chả chết. Em cho nó bị bụng nó chỉ hết rồi. Mày đổi được thật á? Thật. Bà để phan tăng màu. Chắc điều. Chả chết. Thế à? Chắc ăn trộm mà. Ăn trộm. Tao nghi lắm. Không biết. Phan này. Mày, tao nghi nha. Anh tính tiền mày cho em nửa tiền. Tao nghi nha, mày ra bán mít lấy tiền còn đâu, mày cuống con cá và đứa nào về đây mày bảo là kia đúng không? Có bảo là đủ đúng không? Anh đừng có tào lao. Từ từ. À, không
có tiền. Không có tiền mà. Anh bị chửi hơi. Rồi được thật. Bắt tay cái. Bắt tay. Cho luôn 50. Đây. Xà. Xà quân tử nhân ngôn nhỉ. Đi ra đường đồng nữa này. Em lúc ở đây có lấy ra lắm. Được không? Được không? Lấy ít gia vị ra đây cho anh. Nướng luôn ở nhà đi cho máu. Điền ở đất đồng nướng nó mới mát. Ơ đi. Đi. Để em đi lấy gia vị ra. Tình hình là vừa mới bị dính mưa nên cá nó ươn hết mọi người ạ. Lại phải mổ nó ra. Đấy. Trong khi đó bây giờ là mấy gì xuống ruộng ớt lấy cho tao một túi ớt. Đây này hôm nay nướng siêu cay. Nướng siêu cay. Ruộng kia hôm qua tao xin rồi mà. Hôm qua không thấy dưới suối tao xin rồi đấy à. Đấy, đi lấy đi. Một con cá hôm nay anh em mình sẽ xử nó một cách gọi là cực kỳ đặc biệt vì đang vẫn còn đang mưa nữa cơ. Thì kia có đồng rơm. Mày đi lấy ớt nhá. Tao chạy về lấy cái em kiếm túi đây. Ít giấy bạc hôm nay sẽ xử con cá để cực kỳ đấy. Mà từ từ cho xuống suối rửa hạt đã. Chúng tiết dưới ruộng dưới ấy. Ruộng qua tôi xin đấy. Tí muối gọi là có chút sống. Chiều tao lại mà đi chảy mít cho mày để tiếp. Mày biết quả mít này tao lấy đâu không? Lấy đâu? Đây. Anh lại ăn trộm cái gì? Thì tao không bao giờ ăn trộm. Anh chẳng ăn trộm. Rồi cho cả bên ngoài, cả bên trong, tất số ớt này luôn. Ôi. Đây cho mọi người xem bốc vào đi. Đấy. Rồi, đấy. Để lại một ít để đắp bên ngoài. Đắp bên ngoài này. Là rồi, bao là. Đây. Anh đồng, cá chấm. Thấy chưa? Trong bao tử toàn là ớt. Đấy, đây, nhìn này. Ui, rồi. Đây nhá, im. Quận. Lại em đắp một cục tử. Đây cho lên trên này nữa này. Đấy. Đấy. Siêu cay ấy. Chín à? Không gì này. Hơi thoát. Đó. Đặt lại. Đấy. Đặt lại. Đặt. Đấy. Rồi, lượt nữa không? Có. Lượt nữa là phải chắc ăn. Nó phơi. Đó là cỏ này dễ nè. Rồi, đi. Đốt. Cứ thế này mà chiến đây anh em. Ô, vẫn đấy. Úi, quả này ngon lắm đấy. Đấy em, đốt trong ngồi nha. Đi. Hôm nay rơm nó cũng vẫn ướt mọi người ạ. Này. Anh có thấy một ít đây mà anh em mình phải bốc được cái ruộng lên nữa. Ướt nhẹp này. Rượu không biết cháy được không? Đốt đằng dưới đoạn suối kia nữa kìa. Đốt mấy chỗ à? Siêu cay. Siêu to khổng lồ. Mà mày rốt thế mày đổi quả mít một yến thì sao mình không bảo người ta là phải đổi nhưng cho mà con cá một yến không đổi cho phải đổi người ta bảo một con này đắt hơn. Đắt hơn mày cứ tính ra số cân đấy, cứ 10 cân của mình một yến thì đổi con cá một yến, không thì không đổi. Nhưng mình cần thiết gì mình ăn mít cũng chán rồi đúng chưa? Chưa. Đây này, cá này nó chưa phải... nó chưa cháy đâu. Chưa cháy thì đấy, cá này nó phải nướng thế này này. À, đấy. Không cá đây củi ạ. Rơ bên đường này, đốt thêm. Anh làm thế ông bố cá thì tí cả quả mít. Ta lại nhớ lại cái món gì này? Không biết. À, vịt nướng cả lông. Dạ. Thế thì nhưng mà món này lại bỏ cho chó à? Điên. Ở đây mày chó to nhất rồi. Anh ấy con chó, anh chó 40 cân. 40 cân mình nghĩ tao nhẹ thế. Chả thế, bốn mấy?
chứ. 43. 43. 46. 45. Em có 23 cân. Để to lên. Anh này kiếm gì? Dơm à, ướt quá, khó cháy mọi người. Đi bắt cua đây. Mò cua đây, mò cua nướng đây. Bao giờ nó mới cháy được đấy? Có cháy thật. Đâu có côn nào? Côn. Lâu. Đáng. Con, đây một cái. Ui, cái là cái gì? Đây, thì đây cho nó tự ủ cho nó chín mọi người. Anh bây giờ. Anh đi bắt cua đây. Xuống dưới này nhiều này. Đúng. Thế này. Đó. Thế đợi bao giờ nó mới chín? Dạ. Đốc lên để cho nó cháy. Nó. Thôi đi. Cháy gì đâu? Không, nó ở giữa mà. Nó mới cháy mất rồi nha. Thì cháy đâu? Cháy rồi. Đấy. Ừ nhỉ. Hay đấy. Đốc lên mới cháy. Họ thật ra ấy. Điêm cậy đầy mặt này. Tím. Nhưng nó còn những cái gì nó cháy nốt thì đã. Ở giữa ướt này. Như kiểu hóa hàng mái nhỉ. Hóa đồ cho ông bà ông vải ấy. Ui em thấy dây bạc còn chưa phải màu. Ui. Có phải lật lên không nhỉ? Quả này là chấp 1 là 9 nở. Anh lấy cái cây nữa để tao vui thác vào dưới này. Quả này cháy anh sống rồi. Lấy cái cây nữa. Anh lấy đi, không gọi nhá. Cháy, cháy. Chấp 1 là món này hỏng rồi. Chưa, không hỏng được đâu. Anh chả nó muốn đều rồi. Thì cho anh rủ em đi rút tơ nó chả đi nữa. Anh rủ đi nấu cái món bẩn bẩn. Điên à. Căn bản là tại trời mưa thôi. Không trời mưa thì ngon rồi. Không trời mưa tại ngay. Mưa đâu? Điên à, lúc nãy mưa chứ không cho đem củi đem đồ ra. Ngon nghỉ. Rơm cháy ung ung. Chả ăn trộm được vai cái rơm ướt này. Chín chưa? Sắp, rồi để đây. Tản nó chỗ này. Tí nữa chín. Thử chim đây. Đây chắc phải chín. Mà không chín thì cũng... À hay là mày đi kiếm thêm rơm đi. Có anh đi mà kiếm. Nhưng mà không chín thì cũng nhưng phải... Nhưng rơm từ sáng chết đói mà chả được ăn gì. Phải bỏ nó ra rồi, trời lại sắp mưa tiếp rồi. Nhến này, ăn này. À. Ây da, bỏ đi. Tan món nhìn bẩn xỉu không? Bẩn nữa là bẩn đấy. Đã khui hàng được mà bẩn. À sang đây. Dạ ơi. Em thấy chán lắm. Chán rồi, chắc rồi. À, đi rũ bảo đi rũ. Ui, không đem cái gì thì đi lên lấy cái tàu lá chuối. Lấy đâu tàu lá chuối? Giữa đồng này. Đây. Em lấy con dao. Là gì phớt đấy. Anh ơi, chắc vẫn ăn được đấy. Điền, sao không ăn được? Em tạo cho này. Hơi hơi đấy, từ từ. Mày phải đi lấy cái lá chuối cho tao thì anh đi mày nói. Cần tàu cao vào trong đấy. Lấy cái gì nước muối. Ai xa xa. Chắc vào mà ăn thì mới được. Ai xa xa, úi xô xô. Trắng bông, trắng bông. Úi, ăn được. Muối đâu? Đây đây, chắc vào. Chắc đâu? Lấy cái lá à? Thôi. Ủa ngon đấy các bạn ạ. Em rửa tay đó. Đấy. Đây, nước chấm đây chứ đâu. Ây xa. Đó. Tèn tèn tèn. Đợi em ăn với. Không thảm đi. Ui. Mời các bạn nhé. Nhìn này, xin này. Mời mọi người nhé. Nóng ấy.
chặt cho em xin cái. Bỏng quá, không biết ăn được gì. Ngọt lắm nhưng mà mùi ớt. Cay không? Không. Mùi cây cay, không biết ăn được mép trong này có cay không? Nào, xem nào. Ui, chà chà chà. Anh chặt cho em ngay. Đấy này. Im, để tao thử miếng đã. Mời mọi người nhá. Ngọt lắm. Mời mọi người nhá. Nấm thế này lại ngọt đấy. Không bị mất nước. Nhưng mà không cay cả. Hơi hơi thê thê cay đâu. Mà mưa khó. Mùi dơm đấy. Sao mùa ếch? Mùa ếch đấy. Thôi anh đánh giấm đi, bà đánh giấm đi còn ếch. Chấm. Đấy. Chín mà ngon nhỉ. Hơi hơi mực khói. Mày đã nghe đến quả chấm trăm triệu bao giờ chưa? Đấy là hơi cay. Chấm à, chấm nước muối hào hào nhé. Ê chú. Ông chú thử miếng nha. Chú làm miếng. Ui. Trứng à? Chú làm miếng cá, cá này không? Ngon đấy. Ừ. 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 Ôi. Ủa, sấm. Ừ. Nhanh nhanh. Các bạn nhìn được chi đây? Chắc không? Ăn lên như kiểu thổ dân đấy. Nó ngọt. Cá nó ngọt hơn. Ớt đáng nhẽ dã ra thì nó mới cay, nhưng mà đây mà cháy ớt. Không cay lắm. Cháy hết ớt luôn. Này, ruột nó tan ớt này. À, mà ruột nó đâu rồi? Ruột nó đâu rồi? Cả công mất rồi. Chó, cho chó nước này. Chó nước. Cái còn ngon này. Bài thì chó mà. Ngon hơn nhà hàng nấu. Ngọt vết đấy, nó ngọt. Ăn đấy là mình lãi vết đấy, ăn mít đấy nhỉ. Cái này ngon hơn mít. Mai tao lại kiếm mít đó. Nhà tao còn một vườn mít mà. À còn một quả nữa. Điều. Thế thì chỉ phải em mít em ăn. Một quả nữa không? Anh bảo cho em ăn mít nha. Anh không trả công em à? Em đi đổ mít. Hôm qua cho 50, à lúc nãy cho 50 rồi còn gì nữa. Nhưng mà 50 mới không đủ. Không đủ, mày làm gì mà không đủ? Còn em ăn kem. Kem mày 50 mày ăn cả lò không hết. Ăn kem là cho bạn em thôi chứ. Ừ, cả lớp mày ăn không hết. Cho bạn gái. Không, bạn lớp. Bạn lớp bạn gái đúng không? Cả gái, cả trai. Ừ, thế là bạn gái đúng không? Cả trai, cả gái. Thế có đúng với bạn gái không? Có. Đấy. Ở đâu ấy? Hả? Bạn gái ở đâu? Bạn gái ở đâu? Ở lớp. Không, nhà ở đâu ấy? Nhà ở lớp. Nhà ấy. Cô giáo là ở lớp cũng như ở nhà mà. Xin chào ơi. Sấm sấm sấm. Ui. Mưa trắng núi à? Thế đổi tình hình em mình lại phải dọn rồi. Không ổn. Dọn. Dọn về nhà. Tôi đã chào các bạn đã rồi lấy. Bye bye tất cả các bạn nha. Anh em mình chuẩn bị chạy mưa đây. Ôi mấy hôm nay mưa bao kinh quá. Bye bye. Bye bye tất cả các bạn nha. Nếu các bạn thấy clip của anh mình hay, để lại một like, share, comment. À, anh em mình comment được rồi nha. Comment ở bên dưới nha. Để cho anh mình ý tưởng và đăng ký kênh để ủng hộ anh em mình nha. Kênh anh em. Bye bye.